Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: Vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta theo dõi các bài đọc ở trong thánh lễ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng các bài đọc này dẫn chúng ta đi vào cái vương quốc của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là vị vua. Vương quốc đó là một vương quốc bí nhiệm. Cái vương quốc mà Chúa Giêsu làm vua, như Ngài đã trả lời với Phi-la-tô: Quan nói đúng, tôi là vua. Ở đây Chúa Giêsu chẳng những gây sự ngạc nhiên cho Phi-la-tô, nhưng nhân cơ hội này Ngài nói về cái vương quốc, cái vương quyền bí nhiệm của Ngài như thế nào. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Vương quyền bí nhiệm của Chúa Giêsu. Bí nhiệm là tại sao? Điều đó không phải là không có lý do. Thật vậy, cái vương quyền đó, cái vương quốc đó là một cái vương quyền khác với quan điểm của con người mà chúng ta biết. Nó khác, rất là khác. Thí dụ, ở trên thế giới này, nếu chúng ta đọc lại những tài liệu lịch sử thì chúng ta sẽ thấy còn những cái vương quốc, những vương quyền, ví dụ như là hoàng gia Anh, cũng còn nữ hoàng hay là vị hoàng đế. Thí dụ như là các nước ở phương Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập cũng còn hoàng đế, hay là ở bên Campuchia cái thời xưa. Chúa Giêsu giải thích cho Phi-la-tô và Ngài nói: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này. Cái dòng chữ, cái câu trả lời, cái câu cắt nghĩa ở nước tôi không thuộc chốn này, đó là cái sự bí nhiệm của vương quyền của Chúa Giêsu, của vương quốc của Chúa Giêsu.
mà trong vương quốc này ai sẽ là người đứng đầu? Dĩ nhiên khi Chúa Giêsu công bố tuyên bố trước mặt Phi-la-tô, nước tôi không thuộc chốn này, thì Chúa Giêsu ý thức rõ ràng rằng Chúa Giêsu là một người được đề cập ở trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân tộc Israel. Trong giao ước đó sẽ có một cái vị vua nằm trong dòng dõi của vua David, vân vân. Và ảnh hưởng của vị vua đó như thế nào thì trong Kinh Thánh các bài đọc hôm nay đã diễn tả cho chúng ta. Bài đọc thứ nhất, tiên tri Daniel đã mô tả vị vua thật của dân tộc Israel là một con người được ban cho quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các chi tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đấy, ảnh hưởng rất lớn của Chúa Giêsu, ảnh hưởng rất lớn của vương quyền của Chúa Giêsu. Vương quyền của Chúa Giêsu không còn bị giới hạn trong một quốc gia nào, nhưng mà vương quyền của Chúa Giêsu trải rộng ra khắp nơi trên toàn thể nhân loại. Trong Tân Ước không hơn không kém, bài đọc 2 cũng có những dòng chữ suy nghĩ như trên, với cái hình ảnh mà chúng ta biết Thánh Phaolô ở sách Khải Huyền đã so sánh Chúa Giêsu như là Alpha và Omega, là cái chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Tác giả sách Khải Huyền cho thấy rằng Thiên Chúa ngự trị trên tất cả mọi sự và không có giới hạn về thời gian hay là về không gian. Đại diện của Thiên Chúa là con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô nằm ở trong lãnh vực này. Và chính trong cái tinh thần này mà chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua, vua vũ trụ ngày hôm nay. Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ sẽ dẫn chúng ta vào một cái thế giới mới, một cái vương quốc vĩnh cửu và không thuộc về thế gian này. Giờ đây cái thái độ của chúng ta phải có là thái độ nào đối với vị vua và vương quyền bí nhiệm mà Chúa Giêsu Kitô là người đứng đầu, là người lãnh đạo? Trước hết chúng ta phải khẳng định cái quyền ưu tiên là cái vương quyền tâm linh và vô hình trong đời sống đức tin của mọi người Kitô hữu chúng ta. Vương quốc của Chúa Giêsu Kitô, nước của Chúa Giêsu Kitô theo cái từ ngữ bây giờ đó, quốc gia của Chúa Giêsu Kitô là không có lính canh hoặc có quân đội nào, không có xe tăng, thiết giáp, máy bay nào để bảo vệ. Nước của Chúa Giêsu Kitô, vương quốc của Chúa Giêsu Kitô là cái thế giới tâm linh được hình thành trong lòng con người. Đúng như lời của Chúa Giêsu khẳng định với Phi-la-tô, nước tôi không thuộc về thế gian này. Cái thái độ thứ hai, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ mời gọi chúng ta giữ mãi ở trong tâm trí chúng ta ảnh hưởng mà vương quốc đó mang đến cho toàn thể nhân loại chúng ta. Ảnh hưởng đó là ảnh hưởng nào? Thưa tất cả mọi người chúng ta đều là thành phần của vương quốc đó. Vương quốc này có một nhiều điểm rất là đặc biệt. Một vương quốc nơi mà sự bất bình đẳng bị phá vỡ, nơi mà những đặc quyền đặc lợi không tồn tại, nơi mà phẩm giá con người được đưa lên dựa theo chuẩn của các mối phúc. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho ai khát khao nên người công chính,
phúc trai bị bắt hại vì sống công chính, vân vân. Chúng ta là thành phần của vương quốc đó. Thứ ba, lễ Chúa Giêsu Kitô là vua cũng mời gọi chúng ta dám làm chứng cho vương quyền bí nhiệm mà không hề sợ hãi. Dĩ nhiên là chúng ta làm chứng và công bố cái vương quyền này một cách khiêm nhường, nhưng với lòng can đảm. Bí nhiệm đó được thể hiện quyền tối cao của Chúa Giêsu Kitô ở trên mọi sự. Quyền của Chúa Giêsu trên tất cả mọi vua chúa trần gian này. Thưa anh chị em, cuối cùng chúng ta hãy để ở trong tâm trí chúng ta lời ca tụng đối với Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, vua của chúng ta. Lời ca tụng đó được trích từ sách Khải Huyền. Alleluia! Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ người. Alleluia! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dâng Chúa lời tôn vinh. Alleluia! Trong tinh thần này, chúng ta hằng ngày phải ca tụng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là vua của vũ trụ, là vua của mỗi người chúng ta.